đầu năm mới thì năm nào cũng vậy á, cứ đầu năm là em sẽ báo giá lại từ đầu hết toàn bộ chi tiết, cách thức mình làm, sử dụng đồ gì, như thế nào cho khách hàng. Thì đầu tiên bảo dưỡng nồi cho Honda Winner 150, Winner X, Sonic 150. Thì quay trên quay xuống mà anh, rõ ràng. Phần bên này là cỡ ra, kiểm tra tình trạng xe, sau đó sẽ báo giá. Và khi báo giá thì đây là những phụ tùng mới sẽ thay thế. Thì xe Winner X này á, chủ xe á, cũng lớn tuổi nha các bạn, bốn mấy tuổi á. Thì đi là người ta cảm giác rõ luôn là cái nồi người ta là sẽ tuột con nặng. Tuột con nặng nó nghĩa là gì, là tuột nồi nặng. Thì các bạn sẽ thấy là lá bố và lá sắt nè, nó sẽ cháy đen thui thù lùi hết như vậy. Bình thường mỗi xe thì đa số là chỉ cháy lá con hay là kêu là cháy lá bố, còn này là cháy lá sắt luôn, hoặc là kêu là cháy lá phíp đó. Thì mình sẽ tiến hành thay lá bố và lá sắt. Nhưng mà trong quá trình các bạn đi á, cái hai mặt nhôm zin nãy trên xe đâu thì là nó sẽ bị hao mòn, là nó bị khuyết cái mặt nhôm này, thì mình phải sửa cái mặt nhôm này lại, là giống như mình tận dụng mặt nhôm này lại, mình gia công lại cho người ta thì sẽ không cần tốn tiền thay mặt nhôm mới, đỡ tốn chi phí của các bạn. Rồi thì bây giờ là em sửa mặt nhôm lại, là cái này mặt nhôm cũ, mình gia công lại, mình sửa lại để đỡ tốn kém là một. Cái thứ hai nữa là mình sẽ thay qua lá bố là đúng chính hãng Honda Thái Lan. Đây, mắc in Thái Lan nè các bạn, mắc in Thái Lan, và lá sắt cũng mắc in Thái Lan. Riêng về phụ tùng, các bạn muốn kiếm phụ tùng hãng chất lượng cao, đúng đồ, các bạn kiếm tay của Niễn. Đảm bảo với các bạn luôn là một, mình sẽ đền 1.000. Ví dụ như là cái giá tiền này đây là 1.000 đồng, khi mà các bạn phát hiện ra đồ lô, đồ giả đâu á, mình sẽ đền cho các bạn 1.000.000 đồng luôn. Nói chung là không phải đền 10, đền 100 nữa, mà đền 1.000 cho các bạn luôn. Cái đó là về danh dự, uy tín. Và cái đó là dành cho những anh em nào chưa hiểu về tay. Còn nếu mà thực sự những khách hàng không quen, người ta đến với mình là để chi, tìm kiếm cái chất lượng và sự hài lòng. Bởi vì khi các bạn ráp lại lá bố hãng và lá sắt hãng thì cần phải canh chỉnh. Bởi sao canh chỉnh? Mày ráp đồ dính hết mà tại sao mày phải canh chỉnh? Bởi vì sao nè, các bạn thấy là cái mặt nhôm này là mặt nhôm cũ chủ xe, là mình đã giữ lại cho chủ xe. Mình sẽ gia công là mình vớt một cái bát, thì bát láng đó thì là kêu là cái tỷ lệ mà nó ép con và ép lá sắt nó đã thay đổi rồi. Ví dụ như bình thường là nó 20 đi, đó thì giờ nó ra là 21 rồi, nó không còn đúng nữa, thì bắt buộc là mình phải canh lại để cho nó phù hợp hơn. Và ở đây nè, là xe Winner nó rất là dễ bị chảy nhớt ở phần này. Có hai cái ống, các bạn thấy là nó sẽ chảy nhớt ở hai cái ống hơi ra, thì cái đó là gì? Là hư phốt bơm nước. Mình giải thích rất là rõ trong nhiều rồi ha, nhiều clip rồi, là bởi vì ở dưới này nè, nó sẽ có một cái bộ phốt lát nữa bắn ra, mình quay clip khúc này luôn ha. Thì nó sẽ có những cái phốt này nè, để mà mình giải thích lại từ đầu trong năm 2024 này cho các bạn xem và hiểu. Còn đây ron mở ra, rách thì mới thay, không rách không thay. Dây côn nặng xét thì mới thay, không nặng xét không thay. Anh em nào đã thay rồi em sẽ không thay. Và nhớt, dù em thấy nhớt của anh này nè, các bạn thấy nhớt của anh rất mới, thì mình không có tính tiền thay nhớt ảnh. Nhưng mà anh nói là nhớt anh đi cũng được 2 tuần rồi, kỹ thì em cứ thay cho anh. Và khi nè, ron này rách sẵn hơn thì mình xé. Nhưng mà sẽ có một số trường hợp là ron nó không rách luôn, nhưng mà anh em vẫn yêu cầu mình thay, để làm chi? Để mà lấy được cái lọc nhớt đi, lượng nhớt này ra. Bởi vì cái lượng nhớt này á, là các bạn nếu mà nó nằm trường hợp mà cái lượng nhớt tới miếng ron giống vậy á, thì các bạn bắt buộc là phải xé cái ron ra, các bạn mới vệ sinh được cái lượng nhớt. Dùng từ vệ sinh là làm sao? Tại vì cái này nó rất là quan trọng ha. Các bạn đi lâu á, đó nè, các bạn sẽ thấy là bà vớ nè, ron keo đồ, trong hãng ta ráp vẫn có bị ron keo rồi các bạn thấy không? Thì mình sẽ vệ sinh nó sạch sẽ và mình gắn vô lại cho chủ xe. Và mình vệ sinh được cái phần dưới này nữa nè, nó cũng sẽ rất là nhiều đó, ba vớ ron keo rồi dưới đây đó, mình sẽ vệ sinh sạch sẽ lại hết cho khách hàng của mình. Rồi vậy em cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì bây giờ là em sẽ tiến hành em lắp ráp. Nhưng mà trước khi tiến hành lắp ráp á, chờ anh một chút đi, anh sẽ so sánh thế nào là lá bố cháy và lá bố không cháy cho khách hàng của mình xem và hiểu luôn. Những khách hàng đã qua tiệm thì người ta hiểu, mà còn chưa qua tiệm có thể người ta không hiểu. Dù nó cháy thì nó sẽ màu đen, màu nâu pha sữa, còn không cháy nó sẽ màu trắng. Về phần lá bố đồ cũng vậy,
lá bố, thì nếu lá bố mà dinh mới hãng của Winner là nó màu nâu sẵn, nó màu nâu chứ không phải là nó màu đen ha. Còn cái lá bố này nè, đây lá bố trên xe đi cháy là nó ra màu đen đó, các bạn sẽ so sánh được. Nó đen và nó mòn nha các bạn, cái mặt này là nó mòn xuống, nó mòn xuống rất là nhiều, nó như là mình cuối tháng mà hết tiền thì cái bóp này nó xẹp xuống vậy đó. Còn này là đầu tháng mình lãnh lương là bắt đầu bố này nó dày hơn. Đó là kêu độ hao mòn một chiếc xe khi đi. Cho anh em đừng có nói cái xe, có nhiều anh em lên mạng nói chợ xe của tao đi 5 năm 10 năm chưa hư chưa sửa chữa gì. Làm gì có chuyện đó. Chẳng qua là các bạn không sửa nó chứ không phải là nó không hư nha. Cho nên là vấn đề tại sao người ta dùng kêu là từ là kiểm tra bảo dưỡng định kỳ một chiếc xe, nó là vậy đó các bạn. Cái phốt mà nó khiến cho cái xe các bạn á, hư phốt bằng nước mà thì nhớt là cái phốt đó đó các bạn. Cái phốt nhỏ nằm trong, lấy tay chỉ vô, phốt nằm ở trong lóc nồi kìa. Đó là nó hư cái phốt đó đó. Và khi các bạn thay á, các bạn phải vệ sinh lại thiệt sạch nha. Chứ các bạn vệ sinh mà dơ nó cắn phốt cắn đùa, nó cũng vẫn xì nhớt xì nước rồi ra ọc ra bình thường nha các bạn. Chứ đừng nói mới thay là ngon. Và thay là phải thay phụ tùng hãng nữa. Và khi mà cái phốt đó hư lại cốt cũng hư nè, cầm cốt lên để lên cao. Đó, thì cốt nó cũng hư luôn, nó sẽ khuyết cốt. Là mình thay phốt mình phải thay cốt nha. Rồi, cảm ơn các bạn.